Và thứ hai là mục đích này liên quan trực tiếp đến outcome
Nhưng mà chẩn đoán mục tiêu của cái vòi khe vẫn là có hai mảng lớn. Thứ nhất là giúp cho bệnh nhân, giúp cho bác sĩ lâm sàng chẩn đoán được nhanh. Cái thứ hai là sẽ giúp cho các bác sĩ lâm sàng hướng dẫn thủ thuật. Thì bài hôm nay mình chỉ đi sâu vào hai bài thôi. Thứ nhất là xác định huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, và thứ hai là cái siêu âm vòi khe đánh giá tĩnh mạch trung tâm trên siêu âm. Thì nếu mình đi xuống với cái vùng cẳng chân, cái tĩnh mạch khoeo thì nhận ba
khi mà xác định được đỉnh mặt quen, mình sẽ dùng đầu ấn, đầu dò đè ấn, và sau đó mình sẽ đánh giá đỉnh xẹt của đỉnh mặt. Khi mình xác định đầu dò, mình đặt đầu dò đặt ngang ngay đỉnh mặt vừa chung. Điểm thứ hai sẽ là đỉnh mặt quen, xác định được hai đỉnh mặt, dùng đầu dò ấn và sau đó đánh giá đỉnh xẹt của đỉnh mặt. Như trên hình ha,
mặt cùi nông nó sẽ đi cùng với lại tổng mặt cùi nông và nó sẽ đi qua cái ống cơ kép, cái răng cái cơ kép như thế này chị. Chúng ta sẽ di động từ đầu giò cắt ngang ngay từ chỗ gốc của tĩnh mạch cùi nông và sẽ đi vào mặt trong của cùi cho đến khi mình xuống tới queo. Cứ di động đầu giò 1-2 cm mình sẽ đè ở một lần giống như hình đây là tĩnh mạch cùi nông và đây là động mạch cùi nông. Đây là tĩnh mạch cùi nông và cái động mạch cùi nông đè không xẹp ha. Rồi protocol khác rất là ít khi xài đó gọi là protocol extension. Thì protocol extension này cho chúng ta khảo sát thêm hai cái tĩnh mạch thông lớn và tĩnh mạch tiễn lớn và tĩnh mạch tiễn bé. Tĩnh mạch tiễn lớn là tĩnh mạch dài nhất trên cơ thể, tĩnh mạch thông dài nhất trên cơ thể đi từ mặt cá trong đi vào mặt trong của cẳng chân, mặt trong của đùi và đổ vào trong tĩnh mạch cùi chung. Tĩnh mạch tiễn bé là tĩnh mạch ở mặt ở vùng cẳng chân xuất phát từ mặt cá ngoài và đi ở mặt sau cẳng chân, thường là đổ vào trong tĩnh mạch queo. Đa số tĩnh mạch nâu này đều là những tĩnh mạch đi một cái đường là một tĩnh mạch dài và đi một cái đường thẳng, thường nằm trong cái bao hiển. Thì cái bao thì nó nằm trong cái bao hiển này cũng giúp cho cái tĩnh mạch đi một cái đường thẳng như vậy thì mình sẽ dễ khảo sát hơn. Đa số các tĩnh mạch nông ở cái vùng này đều là những tĩnh mạch nhánh đổ và quèo, chỉ có những tĩnh mạch lớn này nó mới có nằm trong cái bao hiển, nó mới đi một cái đường thẳng như vậy. Do vậy chúng ta mới giúp can thiệp cho cái tĩnh mạch bằng cách đốt laser. Làm sao để khảo sát tĩnh mạch hiển lớn? Tĩnh mạch hiển lớn chúng ta có thể bắt đầu từ vùng bẹn chỗ đổ của tĩnh mạch hiển lớn, hoặc là chúng ta có thể đi rồi giống như là người operator thì người ta sẽ bắt đầu mắt cá trong, người ta sẽ đi vào đi xác định được cái tĩnh mạch hiển lớn, hiển bé, hiển lớn nằm trong cái bao hiển trong vùng mắt cá trong. Đi đầu dò 1-2 cm đè xẹp đi ngược lại và trong lên vùng queo và sau đó đến mặt trong và tới lỗ đổ như trên hình ha. Mình thấy là tĩnh mạch hiển lớn nằm trong bao hiển, đây là cái bao hiển nha anh chị, đè xẹp hoàn toàn. Đây là tĩnh mạch hiển lớn nằm trong bao hiển, đây là cái bao hiển đè không xẹp, chẩn đoán không biến khối ha. Tiếp theo là tĩnh mạch hiển bé. Tĩnh mạch hiển bé chúng ta có thể đi từ gốc lỗ đổ vào trong tĩnh mạch queo.
xuyên thối. Nên cô dạy đã nằm lơ lửng hơn nửa đồng mặt như vậy. Xe không xẹt một phần, đây là cái khối bán phần, cái khối cũ bán phần. Tiếp theo, khi mà cái khối này nó được tan huyết gần hết thì chúng ta sẽ nhìn thấy được ngay những cái vết tích cũ của những cái bệnh nhân. Nên những cái bệnh nhân đã từng có bị cái khối tĩnh mạch sâu, nó gọi là cái venous wedging, là những cái sọc nằm trong cái tĩnh mạch chứ không phải là cái khối. Nhìn kỹ thì vẫn có thể nhìn thấy được cái sọc. Khi mà mình tạo thành khám thì không, khi mình được thăm khám trên lâm sàng thì rất là nhiều những cái bệnh viện gửi đến cho mình để khám tại sao cái mờ đã âm tính rồi. Trên siêu âm chúng ta thấy là vẫn còn cái khối. Đa số những cái trường hợp mà đa số là cái khi nó quét tiền này, cái khối đã được tiêm nhẹ đi giải hoàn toàn, tuy nhiên nó vẫn còn cái sẹo, rất nhiều cái sẹo cũ thì nó gọi là khi nó quét tiền. Và nó đôi khi đối với những cái tĩnh mạch, đối với những cái bệnh nhân bệnh lý suy giãn tĩnh mạch.
lâm sàng đó chính là sử dụng siêu âm hướng dẫn theo dõi sau phẫu thuật tuyến tắc tĩnh mạch lớn. Thì mình sẽ nói về phẫu thuật trước. Tuyến tắc tĩnh mạch tuyến lớn được chỉ định khi mà bệnh nhân có suy giãn tĩnh mạch tuyến lớn, có dòng chảy máu lớn mô. Và để điều trị tuyến tắc tĩnh mạch tuyến lớn đó, bác sĩ can thiệp sẽ đúng một cái đầu dò gai hoa thank you.
nhiên trên